Dạ vâng, em Hải xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh của Hải trong buổi tối ngày hôm nay. Hiện tại thì em Hải đang có mặt tại đường Nguyễn Văn Tráng. Dạ vâng, thì buổi tối ngày hôm nay thì em Hải mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình cùng đi dạo đêm tại khu vực trung tâm Sài Gòn cùng với Hải. Mời mọi người còn bên Tráng, bắt đầu nghề. Dạ vâng, thì mình sẽ đi đường Nguyễn Văn Tráng, sau đấy mình về đường Nguyễn Trãi và mình sẽ qua phố Tây Bùi Viện nha các nhà. Hiện tại bây giờ là 21 giờ đêm. Dạ vâng, thì ngày hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, không có mưa, cũng mát mát, cũng không có nổi nóng quá như cả nhà. Vâng, thì bây giờ thì mình sẽ đi về đường Nguyễn Trãi. Em Hải sẽ đi hết đường Nguyễn Trãi, sau đấy mình về đường Nguyễn Cư Trinh và quay về phố Tây Bùi Viện nha. À vâng, thì bây giờ mình qua khu vực đường Nguyễn Trãi xem mọi người buôn bán như thế nào. Đấy, mà cuối tuần như thế nào em? Ngày em mới ở phố Lồng Đèn đó mọi người. Ở bên đấy đông nghịt người luôn, phải đến hàng 5.000 người ấy, đông dã man luôn, vào bên trong ấy là mình toát mồ hôi ướt cả người luôn. Sợ quá trời là đông. Dạ vâng, thì bây giờ em Hải sẽ vào đường Nguyễn Trãi nhá. Đi quay cho mọi người đi dạo đêm tại khu vực đường Nguyễn Trãi. Dạ vâng, quý chú anh chị, mình thấy thì đường Nguyễn Trãi rất là nhiều cửa hàng thời trang. Khu này thì cũng được mệnh danh là khu phố thời trang một trong các nhà. Nhưng mà đây thì dạo này thì em thấy nó cũng đổi nhiều cửa hàng thời trang. Bây giờ là khu vực thời trang, bây giờ đổi qua ăn uống này, rồi những cái mặt hàng khác. Ngày xưa thì nó chuyên thời trang thôi, nhưng mà sau cái đợt dịch mọi người thấy là người ta thay đổi nhiều lắm. Nó cũng có một số mặt bằng thì vẫn đang còn cho thuê. Thì tuy thì thời tiết cũng mát cả nhà, nhưng mà cũng có một chút chút nóng nha. Nên quý cô chú anh chị mình nếu mà đi dạo cho em Hải này thì mọi người nên chuẩn bị một cái quạt nhỏ mà em Hải thấy là du khách Hàn Quốc hai cầm bàn tay ấy, cho nó mát, cho nó dễ chịu hơn cho quá trình mình đi dạo đi chơi đêm tại khu vực ở trung tâm. Bên kia mọi người có Tân Hải Vân kìa, quán nhậu đấy em Hải thấy là rất là đông khách và nhìn khá là sang trọng. Quán này nhìn giống như quán của người Hoa vậy.
khá đông. Dạ vâng, thì ở phía bên này là bến xe buýt Sài Gòn. Nếu quý cô chú anh chị các bạn này, mọi người muốn di chuyển trong nội thành thì mọi người có thể tới khu vực này và mọi người bắt xe nhé. Đấy, tối là mọi người đang ăn uống nhậu nhẹt. Ăn uống xong rồi mình đi hát massage đấy, xong ngày mai mình có năng lượng tích cực để chiến đấu với một tuần làm việc mới. Đã bằng thì tuần vừa rồi thì mọi người nghỉ cũng khá là nhiều, mọi người làm có từ thứ tư cho tới thứ sáu thôi, nhưng mà tuần này thì dài, làm từ thứ hai cho tới thứ sáu liền. Ở đây là khu vực này mọi người này, bán mày thấy đây bán cái trắng trộn này đấy, nhiều lắm đồ ăn vặt, mọi người thu hút được mọi người cũng nhiều. Duyên đấy, em thấy có hàng ở đông nghịt khách, nhưng hàng thì chẳng có mấy, ba cô trên này mọi người đấy, không có mấy, còn đây đấy, chẳng có khách nào luôn, nhưng mà dưới kia thì đông nghịt đấy, cũng phải có duyên, cũng như là bán hàng nó phải ngon nữa thì mới thu hút được lượng khách nhiều. À vâng, thì hiện tại thì mình đã có mặt tại khu vực vòng xoay Cống Quỳnh, và vòng xoay cũng tương đối là lớn. Phía bên này hiện là chợ Nguyễn Thái Bình, thì tối thì phía bên mặt đường Cống Quỳnh này mọi người có kinh doanh buôn bán đồ ăn. Em Hải sẽ đi qua quán bánh mì và Huỳnh qua cho cái nhà cùng xem nhé. Đây, em Hải thấy giờ này cũng khá là đông. Lấy hàng, xe đang đứng, cả khách đang chờ lấy hàng. Thank you.
mình lên trên này có vẻ gió khá là mạnh. Anh nhà thấy gió thổi vào phải rất là mát luôn. Không biết là có dấu hiệu gì có mưa không. Dấu hiệu mưa rồi, đã có những hạt mưa nhỏ nhỏ rồi, hy vọng là nó không mưa để tối nay mình đi chơi, để cho mọi người cùng đi chơi cuối tuần. Chán ghê luôn đấy, cả tuần thì mưa gần hết rồi. Mưa đã khoảng 5 ngày rồi, đến hôm nay mà mưa nữa thì thực sự quá là buồn luôn. Đây quý cô chú anh chị mình ở rạp chiếu phim rất là đông luôn, mọi người đang đi xem phim. Qua khu vực này với cái mùi mắt thơm ghê luôn á. Trên này một đoạn, sau đấy mình sẽ đi về được với Thúy Trinh nhé. Chỗ này nó đi đường này khuất ghê luôn. Đây bên đường là có sinh tố này, đấy, có đàn này. Vâng, hiện tại thì mình đang có mặt tại ngã ba giữa đường Trần Đình Xu giao nhau với đường Nguyễn Trãi nhé. Đấy, quý cô chú anh chị mình đi thẳng lên khoảng 1 km thì mọi người sẽ về khu vực phố thời trang Nguyễn Trãi. Ăn là mọi người thấy đó, con nhậu, con bò né.
rất là nhiều luôn ở khu vực này. Còn vỉa hè từ cao cấp cho tới bình dân đều có đầy đủ phục vụ. Cái này là cơm tấm. Đường Nguyễn Cư Trinh đi về khu vực phố Tây Bùi Viện. Thế là bên này có quán bún đậu mắm tôm, có đông khách ghê nhá. Đấy, mọi người thấy ngồi kín gần hết bàn rồi đấy. Đấy, xa xa thì mọi người có thể nhìn thấy là có tòa nhà Iteco. Bên này có phở Hà Nội mọi người, 50.000 một tô. Đấy, mọi người đang ngồi ăn phở là ít khách thì sao, mình đang ăn hủ tiếu nhiều hơn. Hủ tiếu thì là một cái món ăn nó rất là phải ăn. Đấy, người ở Sài Gòn mình giá cả thì cũng phải chăng thôi. Hủ tiếu gõ như thế này tầm khoảng dao động khoảng 25-30.000 một phần. Đấy, nói chung là tùy theo nhu cầu của mọi người, gọi gọi hơn thì cũng có đấy. Bên này có quán cà phê tham khá đẹp rồi. Coffee Time. Bên này cũng có quán nữa này. Passio. Thằng quán này cũng đang bày biện ra cầm tấm. Và hiện tại thì mình đã có mặt tại đường Trần Đình Xu như cả nhà. Nhưng mà em hãy không vào đường Trần Đình Xu, mình sẽ vào với đường Nguyễn Cư Trinh. Tiếp tục đi dạo tại khu vực đường Cư Trinh về phố Tây Bùi Viện. Mọi người thấy tại khu vực này thì nó hơi buồn một chút phải không ạ? Ở đây thì cũng có một số quán ăn nhậu nhưng mà nó cũng không nhiều bằng ở khu vực bên dưới kia. Ở tại đây phần Cây Trinh thì mọi người thấy hơi buồn một chút. Bên đường thì em hãy thấy là đông hơn, nhộn nhịp hơn kìa. Hãy để ý là cái đường này là rất là nhiều quán phở nhỉ nhà. Bây giờ mình đi khoảng nhất là đến gần là 5 quán phở rồi. Còn thấy quanh này ngồi góc cửa. Mấy anh đi ngoài đây tưởng không thấy này báo vô gia cư đấy. Mà đúng thật mấy tay đây là vô gia cư.
đây này, rồi đây, cái này thấy là có vẻ là đông và nhộn nhịp đây. Nhưng mà chỗ này nó chắn hết đường đi rồi. Đấy, lòng bên dưới này thì ô tô đậu bên trên thì người ngồi hết cả cho nó đi rồi. Thì hiện tại thì mình đang có mặt tại khu vực vòng xoay Cống Quỳnh nha, chú cô chú với chị đi bạn mình. Bây giờ thì ngày chậm chút để mọi xe qua đường đi về phố Tây Bùi Viện quay cho cả nhà cùng xem.
Thank you.
Chạy chạy đi. Chạy qua chạy. Chạy qua.
Trời ơi.
6 rồi, còn khoảng 9 ngày nữa thôi tới Trung Thu. Rất là đông. Thành phố chỉ bán được đèn khá là xinh.
Thank you.
Thank you.
Trời ơi,
cô vừa ra con bái xã không? Vào bên trong luôn. Đây, mình thấy vui, rất là
đường bên trái ra đến đường Trần Hưng Đạo, chỗ nào cũng đông nghịt người. Bên này các bạn thấy là cái cửa hàng này buôn bán các bạn là khá là đẹp. Đây, cô chú anh chị mình không chỉ là người Việt, mình cả du khách nước ngoài này đây. Được biết tới khu vực này để chụp hình check in cả nhà này. Bên đường bây giờ tới Trung thu chắc hôm nào cũng đông như thế này. Cứ chú anh chị mình nên tới chụp hình nhá, thì mọi người nên tới ngày thường thôi nhá. Ngày cuối tuần thì em hãy thấy là không chen được đâu, rất là nóng. Đây, cứ chú anh chị mình thấy đấy. Ở bên ngoài này thì nó còn ít đấy, ở bên trong có đông tóc không này vui chứ. Rất là đông và nhộn nhịp trong buổi tối ngày hôm nay. Đây, cứ chú anh chị mình thấy đường bên trái đấy lại nghẹt cứng rồi. Đây thì em hãy thấy là chắc là chỉ có ngành giữ xe là làm ăn tốt cả nhà. 20-30 ngàn một chiếc, cái dọc này ra đến ngoài đường hết, ra đến ngoài đường ngoài kia luôn cả nhà. Rồi cứ có chú anh chị mình thấy đông lắm, 15-20 ngàn một chiếc, cứ đều đều như vậy. Buổi tối thu được bao nhiêu tiền? Từ khu vực đầu đường bên trái ra tới ngoài kia luôn. Dạ vâng, thì tới đây thì em Hải xin phép được dừng video clip ở đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã đồng hành cùng với Hải, và hẹn tất cả mọi người ở một video clip tiếp theo nha. Hãy chúc tất cả mọi người có một tuần mới làm việc tràn đầy năng lượng.